Nam mô Sa Lâm Tho Sư Chế Đô Dê A La Hời Đi Sa Miêu Sâm Phụ Tô Chế. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Dạ Đa Dạ A La Hà Đê Tam Miêu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it with it by sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou qu yin jie shu lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Bhikshak, Venerable Shenhua, Venerable Shamis, and all good advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Liu Zhu, Shifu Shangzhen, Gowei Shami, Gowei Shantishi, Amitofo. Kính Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý thầy và các vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 17th of November 2013. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. You should be on slide 68. Then sagacious Subhuti said to the Buddha, "Who honored one, will there be living beings in the future who will believe the Sutra when they hear it spoken?" The Buddha said, "Subhuti, there are neither living beings nor low living beings. And why, Subhuti, living beings consider as living beings, Tathagata consider as no living beings. Therefore, they're called living beings." Ershe, Huiming Subhuti, Bai Fo Yen, Shu Zun, Bo Yau, Bo Yau, Zhong Sheng, Yu Wei Lai, Shu, Wen Shuo Shu Fa, Sheng Xin, Xin Fo, Bu, 我言须菩提, 彼非众生, 非不众生, 何以故? 须菩提, 众生, 众生者, 如来说非众生, 是名众生. Lúc ấy Huệ Mạng, Tu Bồ Đề, thưa Phật rằng, bẩm Thế Tôn, có nhiều chúng sanh ở đời vị lai nghe Pháp này mà sanh tín tâm không? Phật nói, Tu Bồ Đề, họ nó chẳng là chẳng phải là chúng sanh mà chẳng phải là bất chúng sanh. Wait a minute, this may be. Họ nó nghĩa là gì hả? Sorry, the typo in Vietnamese. Họ chẳng phải là chúng sanh mà chẳng phải là bất chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Tề, chúng sanh cho là chúng sanh, nói Như Lai nói phi chúng sanh nên gọi là chúng sanh. Okay. We're on slide 671. Tấm 671. This is a towards the end of the Vajra Sutra. Đây là cái phần mà phần cuối của kinh Kim Cang. Mà Phật đang dạy cái phần này, Phật dùng cái phần này để mới dạy chư Bồ Tát tu hành để đắc cái Phật quả. So this is towards the second half of the Vajra Sutra, where the Buddha teaches, especially emphasizes teaching the Bodhisattvas in order to help them understand how to become a Buddha. Okay, so this is pretty advanced concepts. Tăng cái quan niệm rất là thâm sâu. The Buddha that the sutra text says sagacious Subhuti. Cái phần này trong kinh điển là nói là Huệ Mạng Tu Bồ Đề. Sagacious, excuse me, is from the
Chinese Hui Ming, meaning it's a life of wisdom. Okay. Cái Hui Mạng từ là có nghĩa là cái sống, cái cuộc sống trong cái trí huệ. This is a person who lives in wisdom. Okay, as compared to the rest of us who are living in confusion. Quý vị phải nhớ cái nhấn mạnh đây là khi Phật đang đối thoại với cái người mà có trí huệ. Ngược lại cũng phải như chúng ta, người đang sống trong cái thiếu trí huệ, trong cái tán loạn, trong cái mơ, trong cái mê loạn. Thank you very much. Sagacious is also a translation for elder. Cái Huệ Mạng là một danh từ khác mà đời xưa ta thì dùng, người Trung Hoa dùng để mà ám chỉ những người trưởng lão. So you see, it's also a translation for elder. The Chinese have this concept of elders, elder sangha. So người Trung Hoa đó, cái truyền thống người Trung Hoa có cái khái niệm về là cái trưởng lão. It's not commonly used in Vietnam at all, in other cultures. Cái này riêng người Trung Hoa, thì Việt Nam không có dùng những cái danh từ này. But in the Tang Dynasty, there's also another concept called complete life. Đời Đường thì có một cái danh từ khác là dùng gọi là cụ thọ, meaning that person here whose life and wisdom, physical life and wisdom lives are pretty long. Đây ám chỉ những cái người mà có sống thọ, sống rất là thọ, sống rất là lâu, và cũng giống như là đồng thời cái hồi mạng của họ cũng rất rất là lâu. Okay, and this is to emphasize that these beings are venerated because they are both elderly and virtuous. Nên cái nghĩa của cái hệ mạng này, những cái danh từ này để chỉ những cái người mà có cái sống rất là lâu và gọi là đạo rất là cao. Okay, đạo đức rất sống rất là đạo đức. Okay. So because of from his wisdom, tại vì cái ngài tu bồ đề này, người có trí huệ, thằng ngài dùng cái huệ nhãn của ngài. So he used his subhuti, used his wisdom eye. Dùng cái huệ mạng của ngài, huệ nhãn của ngài. And he looked to the future. He says, my goodness, this sutra is so wonderful. It is so profound. And it would be propagated in the future. Ngài mới nhìn dùng cái hệ nhãn nhìn vào cái tương lai, ngài mới thấy rằng là cái kinh Kim Cang này được truyền tới đời chúng ta, will be transferred to our era, the Dharma ending age, tới cái thời mạt pháp này. And so he wonders whether many living beings can believe in this type of sutra. Ngài thấy trước, ngài thấy là làm sao mà chúng sanh có thể tin được vào cái chiều sâu của cái kinh này. Okay. So this is an indication that Subhuti still has attachment to living beings. Cái này là cái chấp trước của cái người, nhưng ngài có trí huệ, nhưng ngài Tu Bồ Đề vẫn còn chấp trước vào cái tướng của chúng sanh. He's attached to what? He's attached to the mark of living beings. Okay. He still sees living beings that the sutra is trying to educate, is trying to help. Thì cái người ngài Tu Bồ Đề vẫn còn thấy những chúng sanh mà chính người như ngài đó phải cần cứu độ. Cái đó gọi là chấp tướng của chúng sanh. Can you see that this is an attachment to the mark of living beings? He still sees living beings he needs to save. Ngài vẫn thấy chúng sanh mà cần phải cứu độ.
It's very subtle. You don't relate to it. You don't relate to it. Why not? Because you're a living being. Quý vị không hiểu được tại sao cái này chấp trước, tại vì quý vị còn là chúng sanh. Okay. Whereas Vibhuti is a fourth stage Arhat. Ngược lại, Ngài Tu Bồ Đề là một cái tướng của A-la-hán rồi. Okay. He has tremendous amount of wisdom. Ngài tứ quả A-la-hán là một người triêu hệ, quý vị không thể nào tưởng tượng được. It's inconceivable kind of wisdom they have for you. Okay. For example, fourth stage Arhat. Okay. The fourth stage Arhat is not like us. They were attached to money. Chẳng như cái người tứ quả A-la-hán mà không có chấp trước vào cái. Ngược lại như chúng ta, họ không có chấp trước vào cái tiền. Anyone who's not attached to money, ai không có chấp trước về tiền, giơ tay thầy coi. You see that? That's wisdom right there. Cái gì đấy không? Cái người mà không chấp trước về tiền, là có đó chứng minh cái người đó có trí huệ. Okay. Thật ra quý vị không thể nào tưởng tượng được một cái người mà có thể không chấp trước vào tiền bạc. You cannot possibly fathom someone who's totally detached from money. Money does impress them. Cái tiền đối với họ chả có ý nghĩa gì hết. Okay. So that's where this point of reference. Thành cái Ngài Tu Bồ Đề là từ cái chỗ đó, đó người một người có trí huệ chấp trước rất là ít. He is so wise that he is not attached to many things. Cái người này trí huệ rất là thâm sâu, đến cái độ mà không còn bao nhiêu cái chấp trước hết á. Except for the fact that he is attached to saving others. Ngược lại, còn cái chấp trước rất là vi tế, gọi là gì? Là muốn cứu độ người khác. And this is the attachment of what? This is an attachment. Thank you very much. Tang is a G, not a D. I apologize. Thank you for pointing it out to me. Cái này nó đặc biệt dễ sợ lắm. Tại vì cái việc thấy cái người như tới ngày như ngày tứ quả là hán rồi, mình còn những chấp trước rất là vi tế mà chúng ta không thấy được, thì mà họ cũng thấy được. So what happened is that the fourth stage Arhat, they have certain attachment they're not aware of themselves. They don't know. Thằng quý vị biết không, đối với chúng ta người tới quả La Hán một cái chuyện ghê gớm dễ sợ kinh khủng, mà thiệt ra đối với cái người mà cao hơn họ thấy họ có nhiều mê muội dễ sợ, rất là mê muội. Okay, and this is actually you should not look at Vibhuti is only four stage ha. Thì quý vị biết không, thiệt ra ngày tôi bồ đề này không phải tới quả La Hán đâu. Thì biết tại sao, you know why? Because the four stage Arhat are not that horribly worried about saving living beings. Quý vị biết không? Cái người tới quả A-la-hán rất tiếc là họ không có quan trọng việc cứu độ chúng sanh đâu. Là cái người tới quả A-la-hán, những người tới quả A-la-hán mà đặc biệt mới chú trọng cứu độ chúng sanh. Only a very small portion of four stage Arhats are predisposed towards saving living beings. The most of the four stage Arhats are not worried about that. Because if you practice Hinayana, cái này là sự khác biệt giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Because this is a big difference between Hinayana and Mahayana. Okay, Hinayana is that they practice in order to free themselves from the attachments. Tại cái khác biệt giữa Nguyên Thủy với Đại Thừa là Nguyên Thủy là họ tu với cái mục tiêu là họ chặt những cái ràng buộc cuộc đời của họ. Ràng buộc của tiền bạc, ràng buộc của ái tình,
ràng buộc của gia đình, ràng buộc của cái đồ vật chất, họ chặt hết. Họ tuyệt vời như vậy. It's wonderful they're able to let go of so many attachments to life that's so important to most of us, like love, like family, like houses, like cars in California. Okay? They successfully, they have the Dharma to cut it off, sever those attachments. So these are very special people. Họ là người rất là đặc biệt. Okay? Okay? That's the emphasis. Cái đó là cái mục tiêu của họ, để họ tu hành của họ. Okay? Whereas there is the Mahayana, ngược lại bên đại thừa chúng ta đó, thì cái đường tu nó khác. We're quite different. We cultivate in order to help others. Bên đại thừa này nhấn mạnh, chú trọng cái việc tu hành để mà giúp người khác, không phải để tự giúp. It's not that important to help ourselves. Trust me. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes. Who? Guan Yin. The Bodhisattvas, you mean? The question is about Bodhisattvas? Okay. Câu hỏi này. Yeah, emotionally upset with the human beings. Okay. Mm-hmm. Yeah, okay. You have to ask them. I don't know. Cái câu hỏi này là mấy Bồ Tát có nổi giận không? Nổi giận Điện Tử Lâm nổi giận nó không? Thì sẽ trả lời. Kinh nào? Nói là Bồ Tát có giận không hả? So she wonders, is there any sutra where it says that the Bodhisattva got upset at the disciples? The Bodhisattvas, there are different levels. Bồ Tát có nhiều cái trình độ khác nhau. This is consistent with what I'm trying to get at as well. Cái này có liên quan tới cái thầy muốn giảng ngày hôm nay nữa. In Mahayana, excuse me, if you resolve your mind on the Buddha fruition, bên đại thừa chúng ta đó, khi mà quý vị đã phát tâm Bồ Đề thì Đức Phật Bồ Tát nhìn quý vị là Bồ Tát rồi. In Mahayana, if you bring forth the Bodhi resolve, that is, see, text is yawning like crazy. Bodhi resolve? What are you talking about, man? Bodhi resolve text means that you want to become a Buddha. If you want to become a Buddha, you resolve to cultivate to become a Buddha. Okay? Then, as far as the Bodhisattvas and Buddhas are concerned, you are already a Bodhisattva. Quý vị không? Chỉ cần phát tâm Bồ Đề là quý vị đã thành Bồ Tát rồi. Đối với Phật với Bồ Tát. Okay. Why? Is this false advertising? Cái này có phải là quá lố hay không? No, it isn't. John doesn't think it's false advertising. You are, yes? It's like Obama, it's just stretched. It's just stretched the truth a little bit. Nó đó mình kéo cái sự thật nó dài hơn, ra hơn tí xíu thôi. What happens actually is that once you bring forth the mind for Bodhi, you know what happens? Quý vị biết không? Cái này cái bí mật bên cái đại thừa. This is the secret in Mahayana. Once you bring forth the Bodhi resolve, okay? What happens is that the Buddhists and Bodhisattvas are aware of it. Chuyện xảy ra là bên Phật Bồ Tát, khi quý vị phát tâm Bồ Đề, là họ biết được cái tâm quý vị phát tâm Bồ Đề. And you know what? They secretly
work to help you become enlightened and become a Buddha. Then họ âm thầm hoạt động để giúp đỡ, đưa đổi quý vị vào con đường để mà thành Bồ Tát với Phật. Okay. But for us, we should be more humble. Đối với chúng ta đó, đối với chúng ta, người còn mê muội thì nên phải khiêm tốn một tí. Và coi chúng ta là chưa phải là Bồ Tát sắp thành, chứ chưa phải là Bồ Tát thật sự. So for us, confused people, we should not look at ourselves as bodhisattvas because we're confused like hell. Okay? Tại chúng ta mê muội quá, sao tự xưng mà là Bồ Tát được? A bodhisattva, by the pure form, pure definition, cái định nghĩa của Bồ Tát là gì? What is a bodhisattva by definition? Does anyone know? Định nghĩa Bồ Tát là cái gì? Mercy and compassion. Từ bi. Yes? On the path to become a Buddha. Trên đường thành Phật. Yes? What else? We don't go back to these fundamental concepts. Xin lỗi. Như khi chúng ta không có thời giờ thành ra lướt qua những cái quan điểm căn bản này. Yes, that's you know. Yes, that's correct. Tôi đặt tôi đặt đi rồi. That's correct. Who else? Now I realize I gloss over the too many of these fundamental concepts that you guys don't remember anymore. Thành vì thầy mới nhớ là mới nhớ sức lại quý vị, thầy không bỏ thì giờ giảng nhiều mấy cái khái niệm căn bản này cho quý vị. Thành bây giờ không ai biết trả lời. Now no one can answer my question. What is the definition of bodhisattva? Định nghĩa Bồ Tát là gì, Trang? What is a bodhisattva? Kind and compassionate, yes. You care for living beings more. Yes, Xin Jie. Bodhisattva is an enlightened being. That's what he said. And he reaches ground. Yes, that's it. So, Okay, this is embarrassing. Cái này bất cỡ dễ sợ. Học trò học theo thầy học 5, 6, 7 năm rồi vẫn hiểu Bồ Tát này. There's some people here today who have been with me 5, 6 years and they still don't know what a bodhisattva is. This is teacher's fault. Cái này lỗi của thầy và lỗi của ai hết. Yes, anyone else? That's right. Very good. This man has been with me only a few months, and he got more than most of you. Cái ông này theo thầy mới có vài tháng mà biết nhiều hơn quý vị theo thầy hơn mấy năm rồi. A bodhisattva, by definition, is an enlightened being. Thứ nhất, Bồ Tát là một người giác ngộ rồi. Nói gọi là Bồ Tát. I'm going a long route to go. I'm answering your question. Don't worry. I'm getting there. But this is very fundamental concepts that people tend to are confused about. Thầy đang trả lời câu hỏi câu này đây. Nhưng đều phải đi dài cho quý vị thấy cái khái niệm quan trọng đây. Bồ Tát là cái người giác ngộ rồi. Enlightened beings. Is it clear? They are enlightened. Cái người này có giác ngộ rồi. What is enlightened? It's higher level than Subhuti. Giác ngộ là trình độ cao hơn Ngài Tu Bồ Đề. Look to ways about it. A bodhisattva is a higher level attainment than Subhuti. Yes. Enlightenment means you have to reach the grounds. Giác ngộ là cái gì phải đạt tới cái trình độ của cái địa Bồ Tát. Nó gọi là giác ngộ. Okay? So far so good. He's enlightened already. Okay? And then he teaches others how to become enlightened. Rồi các ngài đã giác ngộ rồi và đang dạy chúng sanh đắc được giác ngộ như mình. This is the difference between Mahayana and Hinayana. Đây là sự khác biệt giữa
Đại thừa với nguyên thủy. Cái đại thừa là cái vị giác ngộ để mà giúp người khác đắc giác ngộ chính mình. Bên nguyên thủy là quý vị đạt được tứ quả là ha, thành thanh văn, quả thanh văn rồi, thì quý vị không biết làm sao giúp người khác đạt được tứ quả như mình. Và quý vị không có không có mục tiêu, không phải để dạy người ta đắc quả giúp mình. In contrast, Hinayana, their purpose is to become the Arhat or Pratyeka Buddha. Okay? And once they become Pratyeka Buddha and Arhat, they're not sure they know how to teach you to reach the same level as they do. More importantly, more disappointing to me is that they is never their goal, is to help you and me become just like them. It's not their goal in life. Họ tu không phải mục đích để mà giúp quý vị, mà tự họ giúp bản thân của họ thôi. Their purpose in cultivation, they drop everything in order to help themselves. In Mahayana, we drop everything in order to help others. Khác biệt, nhưng nguyên thủy là họ chắc bỏ hết tất cả để mà tự giúp cái bản thân của họ đắc giải thoát. Còn bên đại thừa chúng ta là chắc bỏ hết tất cả để giúp chúng sanh đắc giải thoát. Nó khác biệt chỗ đó. Okay. So, first of all, you have to become enlightened before you call yourself a bodhisattva. Thành ra, trước hết đó, quý vị muốn gọi mình là Bồ Tát, thì quý vị phải đắc giác ngộ cái đó. Okay? Now, after you become enlightened, you become a bodhisattva. Then you cultivate further by helping others become enlightened. Một khi quý vị đắc giải thoát rồi, thì quý vị muốn đạt trình độ cao hơn thì phải làm cách nào? Bằng cách giúp người khác đắc giải thoát mới đạt được. Quý vị mà không chịu giúp người khác đắc giải thoát, quý vị không thể nào tiến bộ được. This is the problem in Mahayana. This is the nature of Mahayana practice. You want to become enlightened. You cannot make progress unless you help others attain enlightenment. That's why. And therefore, in Mahayana, enlightenment has many levels. Thành ra bên cái đại thừa đó, cái giác ngộ nó có rất nhiều cái trình độ. Okay. My enlightenment has many levels, from low to high. Cái giác ngộ nó có từ thấp tới cao. For example, what is low? Thấp là gì? Low level enlightenments are considered low when you are from first ground to seventh ground bodhisattva. Thấp có nghĩa là quý vị từ sơ địa cho tới thất địa. And so they call Bodhisattva, cái đó trình độ gọi là Bồ Tát. When you go to eighth ground and higher, khi vị tới đắc tới cái tác bát địa trở lên đó, thì mới gọi cái vị là Đại Bồ Tát. Then you call Mahasattva. For example, Mahasuyun is eighth ground Bodhisattva, is a well-known fact. Therefore, he is a Mahasattva. Chẳng như Ngài Hư Vân đó, là một vị đệ bát địa Bồ Tát, thành Ngài được gọi là Đại Bồ Tát. Okay? My teacher, even higher. Ân sư của Thầy Ngài Tiến Hóa, trình độ còn cao hơn nữa. Okay? And that's why they're all Mahasattva. Cái trình độ các Ngài là Đại Bồ Tát rồi. Okay? Đại Bồ Tát là lo những đại công tác. They are engaging themselves in humongous projects. Like Master Shen Hua bringing Mahayana to the US, hay như ngài Tiên Hóa dời một cái đại thừa từ bên Trung Hoa qua nước Mỹ, đó là một cái đại công tác. It's a big project. Okay, so far so good. Do you understand the notion of bodhisattvas? So the question, going back to the question, do bodhisattvas get upset at their disciples? Thành câu hỏi, trở về là câu hỏi.
Bồ Tát con có giận đệ tử là không? Ok. Lớn lên với Bodhisattva sẽ được. Những cái người Bồ Tát á, mà còn trình độ thấp, họ vẫn nổi giận như được. Taxi smiling, he says, gee, I knew it. I never trust these low-level bodhisattvas. Thấy ông này, ông Mỹ, ông cười, khắc khà, nói, tôi biết chắc trước, tôi biết trước rồi mà. Mấy cái ông Bồ Tát thấp, sao mà tin ổng được. Because saving living beings is very frustrating. Sự thật là muốn cứu chúng sanh nó rất rất là nhức đầu. This is why monks, we don't have any hair left. I mean, mấy ông sư, mấy ông không còn tóc nữa, vì vậy nữa. We cannot pull hair out of my head. You see, mấy ông sư không thể nào mà bứt tóc, bứt tai được nữa. Then, so what happened is that in the sutras, in the small, low-level bodhisattvas, they do get upset at disciples. Trong kinh đó, những người đệ tử, những người Bồ Tát lên độ thấp, họ vẫn nổi giận với đệ tử như thường. Okay? So the answer is yes. Okay? However, ngược lại, hey, I know. And ngược lại, những người như ngài Quán Thế Bồ Tát, she had to throw in one in Bodhisattva. Cái cô này phải nêu ra ngài Quán Thế Bồ Tát. Okay? Then my answer is I don't know. Thành thầy không biết được. Tại vì cái trình độ ngài Quán Thế Bồ Tát thầy không hiểu được. I don't understand her state. I believe she's a Buddha. Theo kinh điển nói ngài là Phật rồi. Okay? She's manifest herself as a Bodhisattva. Ngài là Đức Phật rồi, là Thành Phật rồi, mà hiện bây giờ đang thị hiện ra cái hình tướng Bồ Tát hoặc là Quán Thế Bồ Tát để giúp chúng sanh thôi, giúp ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng độ chúng sanh thôi, chứ thiệt ra người này không phải là Bồ Tát nữa. So she has already become a Buddha and she manifests herself as a Bodhisattva in order to help Shakyamuni Buddha and the other Buddhas cross over living beings. So her state is something I don't comprehend. Cái trình độ này thầy không hiểu được. Thành thật nói cái việc thầy không hiểu được, thầy không dám nói. But I feel that if you force me to make a guess, nếu cái vị bắt thầy mà đoán, I believe that they don't get angry anymore. Nên thầy đoán họ không còn nổi giận nữa đâu. Okay, why not? Tại sao như vậy? Let's play a guessing game. Let's guess together. Mình đoán thử với nhau thử ra tại sao như vậy. Why is it? Why not? Thì có nghĩ cái gì, nghĩ tại sao không có nổi giận. Yes, Tex. Tại vì các ngài đã thành tựu cái pháp kiến hấp dẫn rồi. Very good. Who else? Yes, John. Không còn chấp trước về cái tình cảm nữa. Không còn sân hận nữa. Yes. And she says that she believes that since Wan Yin has become a Buddha already, therefore, instead of getting angry at living beings, she would be more compassionate and kinder and more patient towards living beings. Yes, Tex. They don't see living beings precisely. Tại sao vậy? Tại vì không còn thấy chúng sanh nữa. Không còn thấy chúng sanh nữa. They don't see any living beings. Nếu không thấy chúng sanh thì cứu làm gì? Question is, if they don't see Vicky as a living being, why bother saving her? Yeah, what's this nonsense? They hỏi ngay một bit. Nếu không thấy quý vị là một chúng sanh thì cứu quý vị làm cái gì? Khổ không?
Yes, John. What? You baffled as well? I don't have all the answers. Nói thì mình thấy mình cũng biết ở đâu. Yes? Why bother? If you don't see living beings, why bother saving them? Không thấy họ, chúng sanh này sẽ để cứu họ làm gì? Why not? Anyone? Đây là cái ý nghĩa kinh Kim Cang. This is exactly the essence of the Vasha Sutra. Yes, Cynthia. They still see themselves as living beings. What? Those living beings. That's a too new a concept. I never heard it before. Yes. Yes, what if our children have a nightmare and screams and asks for help? We wake them up. We can't let them be in the, caught in a nightmare. Get hurt themselves in a nightmare. He says they don't discriminate anymore. Therefore, they see or they don't see living being or not. It's the same to them. Then I would take the easy route. I don't save them because I don't know if they're not living beings. Why bother? Đối với thầy, thấy bà Bồ Tát, thầy nói nếu mà quay không cần nói qua cái vị là chúng sanh thì cứu cái vị làm gì? Thầy đi nghỉ hè, vui hơn. I'd rather go to Cannes and Rio instead of working here. Yes, John. Since it doesn't matter anyway, right? Nếu mà không sao, chúng sanh không chúng sanh cũng chừng đó thôi thì mình đi nghỉ hè vui hơn. Yes, John. Very good. Còn đã cái khổ họ phát nguyện rồi. Bồ Tát đã phát cái đại nguyện rồi. Tất cả chúng sanh tôi cứu hết. They vow that I will save all living beings. You don't want to be a liar, do you? Để giác ngộ đâu có thể nói láo được. Yes. Can they save from living in Canario or from Canario? Oh yeah, absolutely. It's a different project. Okay. Hỏi vậy cho Bồ Tát mà đi tới nghỉ hè ở Cannes với ở Rio thì có cứu họ chúng sanh đó thì có chứ. Chứ Bồ Tát rồi là không bao giờ ngừng hết. Once you become a Bodhisattva, you don't stop wherever you are. It's just a different project. Mình chỉ làm chuyện khác thôi. Okay. So why bother saving living beings? You still don't get it, do you? We vẫn chỉ hiểu được. This is the driving force behind the Bodhisattva. Cái này là cái động cơ mạnh nhất của Ngài Bồ Tát. Quý vị vẫn chưa hiểu được. What is it? Why do they save living beings? Why? Because they do it even though they know that living beings has spoken of the Buddha as not living beings, but they still save them. Trong cái phần này, Đức Phật nói, ta thấy chúng sanh, chúng sanh qua chúng sanh là chúng sanh, còn ta thấy chúng sanh không phải là chúng sanh. He says, Buddha says, living beings like you, confuse people like you, see your neighbor as a living being, okay? But I, as a Buddha, don't see any of you as a living being. That's why I call you living being. Bởi vì tôi gọi cái vị là Phật mới nói. Tại vì cái vị tôi không thấy cái vị là chúng sanh, tôi gọi cái vị là chúng sanh. Okay. Do you get it? Of course you don't. It will be quite a while before you get it. But it's okay. Be patient. Okay. Chúng sanh, ngoài là chúng sanh,
when you talk about living beings, okay, because you are attached to the mark of living being. Quý vì gọi chúng sanh tại vì quý vị chấp vào cái tướng chúng sanh, có nghĩa là sao? Cái người này tóc ngắn, tóc dài, áo đẹp, áo xấu, đó là những cái tướng mình chấp vào cái tướng của chúng sanh. The marks of living beings are the hairdo, the clothes they wear, the car they drive, their jobs, how much money they have in the bank accounts. Okay? All those are marks of living beings. We are attached to those marks. Okay? That's why we look at, oh my God, I wish my car is nice as hers, because you're attached to that mark. Right there is your attachment to living beings. Mình nhìn bên cạnh, người bên cạnh đang nhìn, trời ơi, gương lái xe đẹp quá. Mình đang kẹt vào cái tướng chúng sanh ngay lập tức. Is it clear? Anyone not involved, not feel that way? You see? That's why you yourself look at others as living beings. Cái đó chứng minh quý vị thấy. Quý vị vẫn còn thấy chúng sanh là chúng sanh. Is it clear? That's what the sutra says. You living beings look at others as living beings. That's a fact. But the Buddha do not see living beings as living beings. Đức Phật ngược lại, không bị chấp trước vào những cái tướng đó. The Buddha is not attached to those marks, those attachments. All right? So far, so good? Okay? But are bodhisattvas attached to living beings? Như đề Bồ Tát có chấp vào tướng chúng sanh là không? It's my question to you now. Như thầy hỏi quý vị, Bồ Tát có chấp vào cái tướng chúng sanh là không? Nhìn chúng sanh có thấy là chúng sanh là không? Yes or no? Vicky says no. Cô người Phi Trực Tân nói là không. Anyone else? No. Another person says no. Back is out. This new this lady here, she says that according to the sutra, he says the bodhisattvas don't look at the living beings, living beings. But she says that bodhisattvas look at living beings, they see living beings because they want to save them out of compassion. That's precisely the mindset of bodhisattva. Đây là cái tâm thần của người Bồ Tát. Người Bồ Tát có một cái khuyết điểm. The bodhisattva has a weakness. They cannot stand it when they see you suffer. Họ mà thấy chúng ta đau khổ, họ chịu không được. Họ không thể nào làm lơ được. They cannot ignore. They cannot. That's out of compassion. Đó là cái tâm từ bi của người Bồ Tát. Once you become enlightened, you naturally become compassionate. Quý vị khi mà giác ngộ rồi, tự động sẽ có cái tâm từ bi. Thấy người ta khổ là tìm cách mà cứu người ta. When you become, after you become enlightened, okay, your mind or heart compassion keeps on growing every day. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, cái tâm từ bi quý vị càng ngày nó càng to. What does it mean your compassion mind grows bigger? What does it mean? Cái tâm mà từ bi như này nó còn lớn nghĩa là sao? What does it mean? Anyone? You want to save more living beings every day. Càng ngày càng thấy nhiều người muốn giúp. Càng ngày mình cảm thấy cái người này phải cần giúp người ta. Không thể nào làm lơ được. They realize that they cannot ignore the suffering of these more and more of these people. Okay? Today is Caucasians. Tomorrow's gonna be Vietnamese. Next day's gonna be Mexican. The next day's gonna be Korean. You name it. They keep on adding and adding and adding to the list of people they need to be saved. Why? Because they realize these people really are suffering. Tại sao muốn cứu? Tại họ thấy được cái khổ của những cái người đó. Phải cần giúp họ.
Once they see suffering, they can't take it. They have to save it. Thấy người ta khổ, không thể nào làm lơ được. Cái đó là tâm người Bồ Tát. So, what happened is that when you tread the Bodhisattva path, and khi quý vị mà đi con đường đại tu, con đường đại thừa, bước đầu là chỉ nghe lời thầy mà nói là mình muốn tìm học cái phương pháp cách để mình giúp người khác. You got started by your teacher telling you that you need to learn skills, acquire skills to help others. Okay? Bước đầu là như vậy. Ai cũng muốn đi học, có một cái lý tưởng là mình muốn học cái cách để giúp người khác. We all first start out with this ideal that we wish to learn skills, acquire skills to help others. That's what we do in Mahayana. Okay. Cái đó là sự khác biệt rõ ràng giữa nguyên thủy với đại thừa chứ nó thôi. Đại thừa chúng ta tu để phát triển cái khả năng, cái tài năng để mà giúp người khác. Thầy mình tu chứ nó thôi. Okay. Còn bên nguyên thủy chúng ta không có như vậy. Là khác. Là khi quý vị bắt đầu như vậy là mình muốn học cái cách để giúp người khác. Rồi khi quý vị mà tới cái trình độ mà giác ngộ rồi, bỗng nhiên thấy không phải là muốn giúp người khác, không phải cần giúp người khác. After you become enlightened, something happens, it changes. Instead of wishing to help others, now you need to help others. Because your compassionate heart. Tại vì lúc đó cái tâm bồ đề, cái tâm từ bi, nó thiệt sự nó phát ra. Càng ngày nó càng to. What happens is your compassionate heart grows bigger and bigger every day. You can't stop anymore. Nó càng ngày cũng thể nó ngừng được nữa. Okay? Yes. What I was saying before, that they have to be attached to living beings because living beings on the ground. That's correct. But it's more than that, though. Text is no longer like, I need to make progress. It's not that anymore. See, that's the distinction that you have to make right now. Right now, you say, I want to get there. Because you say, I want to make progress. Once you get there, you do it naturally. Các vị biết không? Ông này ông hỏi cái gì rất là tế gì. Ông nói là tới đó họ biết họ phải cần giúp chúng sanh để tiến bộ. Thầy nhắc các vị biết, cái này là cái rất là vi tế. Hiện bây giờ quý vị mà đang còn mê muội thì quý vị vẫn thấy mình cần tiến bộ. Người Bồ Tát khi họ thành Bồ Tát rồi, họ giác ngộ rồi, họ không cần tiến bộ nữa. Họ tự động họ muốn kiếm chúng sanh họ cứu thôi. Họ cứu chúng sanh tại vì cái tâm từ bi chứ không phải vì muốn tiến bộ. The distinction is that before you become enlightened, you wish to help others in order to advance yourself. But after you become enlightened, you naturally want to help more and more people because of your heart becoming more compassionate. That's all. It's natural. It's nothing. It's nothing to meditate. Không có chuyện tư lợi trong đó nữa. Yes. Yes. Yes, it's a long, long way to go. Let me put it that way. Yeah. Hỏi là một khi mà phát tâm bồ đề đó, có cái đường đi đó, để tới giác ngộ đó sao? Thì nó cũng đường nó xa dễ sợ lắm. Okay, it takes billions of kalpas. Bằng hàng hà sa số kiếp mới xong mới thông được cái Phật quả. Không có dễ đâu. Unless you go to the Pure Land. The only exception is you go to Western Bliss Pure Land. Quý vị tới Tây Phương Cực Lạc. Một kiếp là thành. One lifetime, you become a Buddha. One lifetime. That's it. Now Anna is interested. Why didn't I tell you that before? Hey, Master's got to have some secrets. I said, unless you go to Pure Land, two feet, quý vị vào quái tình độ. Cái vị con luân hồi trong cái cõi bất tịnh này, của ta bà này, cái vị sẽ phải qua biết bao nhiêu kiếp mới có thể thành Phật được. Qua Tây Phương Cực Lạc, một kiếp thành Phật. You go to Western Bliss Pure Land, one lifetime, you become a Buddha. That's it. Okay? Is it any faster?
These Americans, they ask any kind of silly questions. Mấy người da trắng nó hỏi, hỏi về qua đây để phim cực lạc nó có lẻ hơn là không? Họ muốn muốn gì hỏi đấy à? How can you prepare for these kind of questions? Sao mà trả lời được? Sao mà trả lời được mấy cái bài này? Họ muốn muốn hỏi gì hỏi? Hỏi trên trời dưới đất không? Yes, John. How you answer him? Were you born here? Were you born here? So you like an ABC? Absolutely. No wonder. Can we restrict to like our like 10 minutes question the end of the lecture, because you keep on asking questions like this. How are you gonna answer you? Thường thường là phải cuối giờ khoảng chừng 5 phút có thể cho quý vị cái quyền hỏi, để hỏi quá thì ai mà trả lời nổi. Okay. Ready, huh? So, is it faster or slower? Huh? Nhanh hơn là chậm hơn. Does anyone know? Ai biết không? So American. No patience whatsoever. Những người này thiếu kiên nhẫn. Hỏi có lẽ không thầy, lẽ tôi thành Phật cho là lẽ. Can I become a, what he means is, can I become a Buddha faster? Which one is faster? Cái gì nghĩ cái nào lẽ hơn? Chinese, no. Why don't we don't discuss these things? Let's get to the meat of things. Vajra Sutra, who cares? You go to Pure Land, you also have to care of Vajra Sutra. Quý vị đừng có tưởng á. Tại sao mà ngồi nói chuyện nó đợi dưới đất không? Dẫn Kim Kim Cang làm cái gì? Nói tôi về cái Tây Phương Cực Lạc đấy rồi. Thầy nói đưa cái việc quý vị về Tây Phương Cực Lạc cũng phải học Kinh Kim Cang nữa. Không thoát được đâu. I'm warning you. You go to Pure Land, you still have to learn the Vajra Sutra. And you say, oh my gosh, why did I learn from Master Dung Hoa? Lúc đó mình mới tiếc, trời ơi, tôi tới tôi nghe thầy mình hóa giảng mà không chịu học. Yes, John. He is faster? Why? Nghe mà nghẹn ngào, không biết trả lời sao nữa. He says, it's faster than I hear, and I'm so speechless. I wish I would lost my voice for real. I don't know. The answer is I don't know. Depends. Depends. Tùy. Tùy chỗ nào. Why does it depend? Yes. It doesn't depend if you're just here as a confused person, you're not making a lot of progress, you're just going to be cycling around rather aimlessly. But if you're already at the level of a bodhisattva and you're here, that's a different story, right? Precisely. Cái người mà còn mê muội thì như vậy chậm quá. Ở đây chậm quá. If you're confused, you stay here, you waste a lot of time. You have no control over your cultivation. Ở đây người mê muội khó mà tu quá, khó quá đấy. Okay? There's so many distractions. Đây có nhiều cái cản trở quá này. Too many obstructions. Right? Sickness. Bệnh. Sao mà tu được? You know that, for example, here, if you cultivate great dharma, the first thing happens, you very common thing happens, you can như ở đây. Rồi cái sư cái khỏi ta bà này, cái gì biết không? Một khi cái vị gặp cái đại pháp, mà muốn tu cái đại pháp đó, chuyện gì sẽ ra trước tiên, cái gì biết không? You fall sick. You fall sick. That's how you can recognize the great dharma. Quý vị nhận được cái đại pháp bằng cách là khi truyền đại pháp nó muốn tu một cái là bệnh ngay lập tức. Cản trở nó tới ngay lập tức, nó đòi mạng mình trước. Nhưng cho phép mình tu. Nhưng nó allow you to cultivate.
Okay. So, if you're confused, you better off going to the Pure Land. Nếu như quý vị đang còn mê muội thì quý vị nên tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Is it clear? If you feel that you're confused, then by all means go there quickly. On the next train. Quý vị còn nghĩ là mình còn mê muội thì nên lập tức leo chiếc thuyền để tới Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Because the more you stay here, the more dangerous it is for you. Tại vì quý vị càng ở đây càng lâu thì nó càng nguy hiểm. Đức Phật nói cái cõi tam giới này là như cái nhà lửa đang cháy. Because the Buddha says, if this triple realm is like a house on fire, to get out, chạy càng sớm càng tốt. Okay, how once you get to the Pure Land, một khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi, có thành độ rồi, then you progress steadily. Tới đó thì quý vị sẽ tiến bộ đều, không bao giờ thụt lùi. You never regress, không bao giờ thụt lùi. Cõi này quý vị tới mới thụt lùi, tới một bước thụt lùi hai bước, tới một bước thụt lùi ba bước. And in this sour world, the nature of cultivation in sour world is you make progress one step, you regress two. You make another step forward, you regress three. That's how tough it is. In Pure Land, it's called a land of non-aggression. Bên Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ đó nó bất thối. Người quý vị không bao giờ thụt lùi, you never regress. That's why it's faster. Bởi vậy nó lẹ hơn. Okay. And after you become enlightened, sau khi quý vị giác ngộ rồi, then you better off going back to the Imperial Land. Lúc đó quý vị nên trở về lại cõi bất tịnh. Why? Tại sao trở về cõi bất tịnh này? Because you have more opportunities to create more blessings for yourself. You have living beings that you can save in order to make progress. Quý vị trở lại cõi bất tịnh này tại sẽ có chúng sanh mà cần quý vị giúp đỡ để quý vị có thể tiến bộ lại hơn. Tại bên cái Tây Phương Cực Lạc không ai khổ hết. You see, remember, in Pure Land, no one suffers. Everyone's happy. They never complain about the neighbors. They never complain about the food. They never complain about the masters. They never complain about the way they treated. Okay. Everyone's happy. They have no suffering whatsoever. Okay. So it's no suffering. So how can bodhisattvas make progress? Remember, quý vị thấy quả Tây Phương Cực Lạc nó không có gì khổ hết. Không bao giờ có chuyện vì lăng giềng, không bao giờ có con cái không làm mình phiền, không cần lo chuyện công việc gì hết, thì sung sướng mấy cái sung sướng như vậy thì đâu có khổ đâu. Long Sam Bồ Tát có công việc mà cứu người ta, bây giờ thành Bồ Tát, khi mà thành sau khi giác thành Bồ Tát rồi, thành giác ngộ, đắc giác ngộ rồi, phải chạy về quả bất tịnh để mà cứu người khác, để mà tạo công đức để mà tiến bộ. So once you become a bodhisattva, you need to go back to the pure, impure land, like the Saha world, in order to find people who are suffering, and so that you can save them. That's how you make progress quicker. Lúc đó phải trở về đây để kiếm người đang khổ, để cứu họ, để mình tiến bộ lẹ hơn. The Saha world, after you become enlightened, is no longer dangerous for you. Sau khi quý vị giác ngộ rồi thì quả ta mà này không còn nguy hiểm cho quý vị nữa. Is that clear? Nghe rõ ra không? So do not think that going to the Pure Land is to escape your responsibility, is you being a coward. Đừng có nghĩ là quý vị tới bản sanh là một cái pháp một của những người hèn nhút nhát, không có đâu. Những người không ngoan mới làm như vậy. The only sages gather in a Western Bliss Pure Land. Những cái người có phước đức, có trí huệ
mới tới quả Tây Phương Cực Lạc được, không có dễ đâu. Okay. Any other questions? All right. Going back to the sutra 672, tổng 672. The Buddha says there are neither living beings. Đối với Đức Phật, quý vị nhớ cái nhãn quan Đức Phật là không thấy chúng sanh. Tại sao? Quý vị đã thành Phật rồi, trước sau quý vị sẽ thành Phật. The Buddha says they are no longer living beings. They cannot help themselves anymore. They're going to become a Buddha. Trước sau quý vị sẽ thành Phật rồi. Thì, unlike you, the Buddha has no notion of time. Nó không nhân, Đức Phật không giống như chúng ta. Chúng ta còn thấy dài với ngắn. Like Caucasians. Unlike Caucasians, who think that what's faster, what's slower. Okay? The Buddha says, no slow, it's no fast. You're going to become a Buddha. Okay? Or the Buddha says, is there no living being, Phật nó cũng không phải là chúng sanh. That is, they're still living beings because they're suffering. Có nghĩa là không phải chúng sanh, không phải là bất chúng sanh, có nghĩa là không vì quý vị vẫn là chúng sanh tại vì quý vị đang còn cái khổ. You're living being as long you are a see suffering, quý vị, mean that you are still suffering, quý vị vẫn còn chúng sanh khi quý vị vẫn cảm thấy mình đang khổ. Anyone feels that? See? Here both you are living beings. Okay? However, as far as Buddha is concerned, you are not living beings. Ngược lại, Đức Phật nói, đối với tôi, họ không phải là chúng sanh, mà cũng phải không phải không chúng sanh. Bởi vậy chúng tôi mới gọi họ là chúng sanh. And yet I call them my living beings because I want to accord with you. That's why I call living beings. Nói là chúng sanh để cho quý vị nói với quý vị thôi. Okay, it's your confusion. Đối với cái sự vô minh quý vị, thành Phật cũng gọi là chúng sanh. 673, tấm 673. So a monk fell ill and died and went before King Yama, who asked him. Có một cái vị sư ra đời thì chết rồi, thì tới gặp kinh, tới gặp Diêm Vương. This is what happens when both of us. Đa số chúng ta khi mà sau khi mà chết rồi, cái chuyện nó một cái chuyện rất thông thường là cái việc tới gặp Diêm Vương. No, it's not superstition, và chuyện mê tín dị đoan là quý vị. Lúc quý vị gặp Diêm Vương rồi, quý vị sẽ nhớ là thầy Vĩnh Hóa nói không phỉ đâu. When you see the King Yama yourself, then you see that I didn't mislead you. Okay. Because King Yama, you got to see him a few times before you can escape. Maybe mới gặp ngài Diêm Vương cũng nhất một vài lần mới hy vọng thoát được. Không ít ai mà thoát thẳng tới thoát được thoát cái nanh vuốt của ngài đâu. So King Yama asked him, "When you were alive, what did you do?" Mới hỏi là trước khi mà ông còn sống ông làm cái gì. The monk says, most of my life I recited the Vajra Sutra. Nói cả cuộc đời của tôi á, tôi chuyên môn tụng kinh Kim Cang. Now this is a good monk. Nói cuộc đời tôi chuyên môn tụng cái kinh Kim Cang này thôi, chỉ tụng thôi. That is Dharma Door. Cái pháp môn kinh Kim Cang này như vậy, chỉ tụng kinh thôi. Dễ sợ không? Chỉ tụng kinh thôi. Any questions about this Dharma door? That's all you do. You put on your clothes. Cái pháp môn như vậy này, quý vị mặc áo quần nghiêm chỉnh. Okay. You sit down. Open the sutra. And you recite the sutra. Quý vị mở, ngồi xếp bằng, mở kinh ra, tụng kinh. Từ đầu dịp vô, you keep cycle through it. Cứ tụng như vậy thôi. And you can become enlightened. Cứ như là như vậy con sẽ được giác ngộ. Dễ sợ.
Quý vị niệm Phật làm cái gì? So I'm ask you, why do you bother doing chan or reciting a Buddhist name? You do exact same thing by reciting sutras. Quý vị cũng đắc được cái quả như vậy, đắc kết quả giác ngộ bằng cách tụng kinh Nghiêm Cang như vậy. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I haven't done it yet. Thầy chưa làm như vậy nữa, nhưng đều thầy cam đoan quý vị sẽ có thể làm được. Okay, so this guy here recited this Vajra Sutra his entire life. Ngài cái sư tu này tụng cái kinh Nghiêm Cang cả đời luôn. Như tụng xong một đời vẫn chưa giác ngộ như thường. But he unfortunately he recited his entire life, but he was not enlightened. That's why he still had to go seeking Yama. You see? Vì cái khổ là tụng cả đời rồi nhưng đều vẫn chưa giác ngộ nữa, tại nó phải gặp kinh Kim Vương. Một khi quý vị giác ngộ rồi thì quý vị không còn gặp Kim Vương nữa. Because once you are enlightened, you don't need to see King Yama anymore. See that? This is subtlety. That's not explained to you. Cái này là cái chi tiết nhỏ nhỏ, vi tế mà không ai giảng cho quý vị nghe. Okay? So, the King Yama then asked the Dao Master to recite sutra for him. The kinh ngài Di Vương mới biểu ông sư tụng cái kinh Nghiêm Cang cho Di Vương nghe. You know, I actually a few weeks ago I met a monk who memorized the Vajra Sutra. Quý vị biết không? Cái cũng chuyện cái duyên cũng ngẫu nhiên lắm. Cái đây vài tuần thì gặp một cái vị sư đó, ông thuộc lào kinh Nghiêm Cang. Thuộc lào luôn, he memorized the Vajra Sutra. You know how difficult it is? Quý vị biết nó khó chừng nào không? He can recite from memory. Ông học thuộc lào luôn, ông đọc ra từng trang nha, từng chương như vị nghe. Okay. If you recite sutra, khi mình tụng kinh như vậy, cứ tụng cứ xoay đụng từng đều như vậy, tự động sẽ thuộc cái kinh luôn. Because if you recite sutra like that, cycle over and over again, you will memorize it as well. But this monk here at 80 years old, ông nhà sư này 80 tuổi mà vẫn còn thuộc cái kinh Cang như thế. 80 years and he still can recite the sutra, Vajra Sutra from memory. Okay, that's very fascinating. He's no ordinary monk. Mấy người đó không phải người tầm thường. So after listening to this recitation, King Yama says, "Oh, you missed one paragraph." And you find it carved at Trung Ly Temple. Ông Kim Vương nghe được nói là ông sư ơi, ông sư cái kinh ông sư mà nhớ rồi, nó còn hụt, nó còn thiếu một cái khúc mà tới cái chùa Trung Ly đó sẽ có cái khúc đó, nó khắc trong đá. And you go to that place in Haozhou, in the temple, and you find it carved in stone. And so you should go there, find it, and then go back and tell everyone about it. Thầy nói bây giờ tôi khuyên ông nên trở về lại đó để mà tìm cái phần đó và nói cho mọi người biết. Even though right now, so for you, your time is up, I will grant you 10 more years so that you can go back and teach everyone about this Vajra Sutra. Tôi nói mặc dù cái ông là mãn kiếp rồi, nhưng điều tôi kéo dài cái định mạng, ông thêm 10 năm nữa để ông có thời giờ mà làm cái chuyện này. Dạy người ta tụng kinh Kim Cang. And that's what he did. So our version of the Vajra Sutra is actually the complete version, thanks to that Chinese monk. Thank you, baby. Cái bản kinh Kim Cang cho ta tụng ngày hôm nay là nhờ cái công đức của cái vị sư này đó, là đã tìm ra cái khúc mà thiếu đó, bản cũ nó thiếu, không tìm nó được. Thành bản mình ngày hôm nay tôi được đầy đủ là nhờ ông sư này. Thầy kể chuyện này để mà ghi ơn cái công đức của cái người sư này. That's why I tell you this story in order to express our gratitude for his work and our gratitude to King Yama to help us out. Chẳng quý vị thấy King Vương cũng giúp đỡ chúng ta chuyện tu hành.
So what happens? When you bring forth a mind to cultivate, the bodhisattvas are helping you in secret. Nên quý vị thấy không? Nếu khi quý vị phát tâm bồ đề, phát tâm tu hành, các Phật Bồ Tát đang âm thầm giúp quý vị tu. That's what they do. Okay? That's what bodhisattvas do. Bồ Tát làm chuyện như vậy thôi. Is that clear? That's the difference between Mahayana and the other, and non-Buddhist things. Non-Buddhist things, see, I helped you. In Mahayana, the bodhisattvas help us, and we don't even know. They help us in secret. Sự khác biệt của bên Đại Thừa chúng ta là vậy đó. Quý vị yên tâm mà tu đi, tại Bồ Tát Phật đang âm thầm giúp đỡ chúng ta. You continue. You only have faith and continue to cultivate, because you know the bodhisattvas and Buddhas are actually helping us in secret. Nothing to worry about. Khi không phải lo gì hết. Thì quyết tâm tu là xong hết. If you only have to bring forth the mind to cultivate, everything will work out. Okay? In spite of problems, you're going to run into problems. Like a sore throat. Okay? Như khi bình hoàng, như khi cổ nó khang, nhưng đều không sao hết. Đó is only temporary setbacks. Nó chỉ là một cái cản trở nhỏ nhỏ trong cái đường tu hành này để mình hiểu thêm thôi. Cho mình thấy là nó có cái duyên thì mình hiểu được cái nó rõ ràng hơn. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes sir. Do we know which paragraph was missing? No. Does it matter? It's so Caucasian. Doesn't matter. Even if you know that paragraph, so what? It's so irrelevant a question. I'm so sorry. I'm not going to answer that. Okay. Câu hỏi là cái phút nào mình thiếu, biết cái khúc nào thiếu. Thầy nói, mình biết là cũng có lời gì trong cái việc tu hành của mình đâu. Nó cái tri kiến nó không cần thiết. This is very important, fine point. Đây là cái tế nhị cái vị tu. Tu hành chỉ cần biết vừa đủ để mà tu thôi. Biết nhiều quá nó vô ích. When you cultivate, you only need to know enough to cultivate. You know too much, it's not helpful. It's not useful at all. Okay? All right. 674. Shibuti said to the Buddha, we're honored one. Is it that the Tathagata in attaining Anuttara Samyak Sambodhi did not attain anything? The Buddha said, so it is, Shibuti. As to Anuttara Samyak Sambodhi, there's not even the slightest Dharma which I could attain. Therefore, it is called Anuttara Samyak Sambodhi. Shibuti by Phổ Yên, Shu Chun, Phổ Tờ Ơ Nhiệu Đô Lô Samyak Sambodhi, Vì vô sở tự ye. Phổ Yên, Rú Sư Rú Sư Sư Phụ Thị, Vô Yú Ơ Liệu Đô Lô San Miệu San Phụ Thị, Nài Chư Vũ Yêu Sảo Phạ Cở Tớ, Sư Miệng Ơ Liệu Đô Lô San Miệu San Phụ Thị. Tôi vừa đề bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, Phật Đắc A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là không có đắc gì chăng? Như vậy, như thì và như vậy nữa. Sorry, Vietnamese version sometimes is not a clean translation. Như thì tu bồ đề. Đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta cho đến một chút pháp nào cũng không thể đắc, nên gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngàn Phu Bồ Đề mới nói là
Phật đắc à, cái quả, quả Phật quả Anuddha Dhammavade. Có gì đó không? He says, when you become a Buddha, when you became a Buddha, is that true? You attain nothing. Okay, that is why it's called Anuttara Sammyaprasambodhi. Cái Anuddha là tam miệng tam bồ đề, nó không có gì đó hết. Thì mới gọi là Anuddha là tam miệng tam bồ đề. Cái quan niệm đắc này, see the key word is not Anuttara Sammyaprasambodhi, but the key word is attain. Cái chữ quan trọng không phải là chữ Anuddha là tam miệng tam bồ đề, chữ quan trọng là chữ đắc. You see? We cultivate in order we want to attain Buddhahood. Chúng ta tu để muốn thành Phật. Chúng ta vẫn còn thấy cái tâm nó vẫn còn thấy cái Phật quả mà cần phải đắc. In other words, you still see a Buddha fruition that we could attain. That is true. Đó là đúng. It's an aspiration. It's very worthwhile. Cái lý tưởng và thành Phật á, nó rất là hiếm, nó rất là quý báu. Thành mình muốn thành Phật một cái chuyện rất là cao thượng. So it's a very lofty goal to want to become a Buddha. There's nothing wrong with it. Okay. However, just before you become a Buddha, quý vị biết không? Quý vị tu đó, tu quý vị như vậy nè. Quý vị tu là cứ trong đầu có một chuyện thôi. À, tôi muốn thành Phật. This is what happens in your path of cultivation. You only have one goal in mind. That you want to become a Buddha. Quý vị chỉ muốn thành Phật. Okay. And you keep going. Quý vị cứ tu vào hoài. To the point where you can drop everything else that's not relevant to that goal. Để quý vị có thể gạt bỏ những cái gì mà không cần thiết để mà đạt tới cái mục tiêu cao thượng, cao quả nó nhất. Is it clear? The process is very simple. If you can find something better than Anuttara Sammyaprasambodhi, go for it. Bên Phật giáo Đại Thừa mình rất là thực tế. Nếu quý vị kiếm cái gì mà nó hay, mà nó quý báu hơn là Anuddha là Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì bỏ, nó theo cái gì đi không sao hết đó. Ok. Mà nếu quý vị không có gì mà quan trọng hơn, thì quý vị cái đường tu mình là mình gạt bỏ những cái không cần thiết để mà tới đó. So what happens in the path of cultivation? Once you set a goal to go there, then we need to learn to drop things that are not necessary for that journey. Is it clear? Nó giản dị như vậy đó. Okay. And you keep going. Quý vị đi hoài. At each level, cứ mỗi cái trình độ đó là quý vị cái trình độ ở đây mà muốn tới trình độ cao hơn một tí. Suppose you're at this level, you want to reach the next level. Okay? What does it entail? Phật cần làm cái gì? You need to drop things. Quý vị phải xả. Quý vị phải xả. Is it clear? Quý vị nghe rõ ràng không? Quý vị phải xả. Xả cái chấp trước của quý vị. You have to let go of your attachments. Phải xả những cái gì mà không cần thiết. You have to let go the attachments that are not necessary for you to reach the next level. Mà không cần thiết cho để quý vị đạt tới cái trình độ sau. It's funny that my young Shami here who has some friends they've been cultivating with for a long long time. Như cái ông Sayi này, có bạn bè tu, bạn đồng tu đã hơn 10 năm, mấy năm trời. And they said, so what did you learn from this temple? Cái ông này ông bỏ hết trong xuất gia 4 tháng rồi, tới vào chùa ở 4 tháng. Ông hỏi chứ, ông học được pháp gì? Bạn ông mới hỏi, ông học được pháp gì hay ở chùa này? So his friend says, what did you learn? That's good. What new dharma did you learn from this temple? Hỏi tới chùa học được cái gì hay không? Okay. This is typical of the Vietnamese. Người này người Việt Nam khôn dễ sợ lắm. Khi mà hay nhất á, chỉ với tôi để tôi khỏi, để tôi khỏi tu.
The Vietnamese attitude is that, show me what's a good thing that you learned so that I don't have to do it. Okay? So he says, the masters asked me to serve great assembly. Ông Sa Di trả lời, ông nói là thầy dạy tôi là phải phục vụ cho đại chúng. Làm việc. In other words, nói cái khác, phải làm việc đi. So in other words, work. And his friend said, người bạn nói, ủa? I said, wait a minute. Tôi cũng đã phục vụ đại chúng 10 năm rồi. He says, I always have been serving the great assembly for the last 10 years. And I got nowhere. Ông đều không có tiến bộ hết. Mà tại sao trong 4 tháng ở đây ông tiến bộ dễ sợ như vậy? So how come you've been here for 4 months, you make a tremendous progress? Tại sao vậy? Mình cũng, ai cũng phụ đại chúng là we all both have been serving the great assembly. How come you make progress and more progress than I do? Tại sao có người tiến bộ nhiều hơn người khác? Hả? Me? I'm me. Bà không nghe luôn nữa. Một nhập định đến độ không nghe, không thầy hỏi luôn nữa. Hả? Hả? Sao? Tại sao? Tại sao cái người này cũng là phục vụ đại chúng như mình mà ta đã không tiến bộ? Yes? How come? Why not? Tại sao vậy? Because of something lacking in the mind. Tại sao vậy, Quang Ngân? Không có trí huệ, not enough, not wise enough. Yes. Huh? So you drop more. There's a big difference between that woman and this man. Cái bà nó hỏi nó khác với ông là nhiều lắm chứ. Khác chỗ nào, Quang Ngân? Khác tóc. Tóc bà còn nhiều, tóc ổng còn bao nhiêu nữa hết. The difference in hairdos. The woman has full head of hair. He has no hair left on his head. Cái đó ý nhất là 20,000 cái xã. It's at least 20,000 things he dropped already. Kỳ biết không? 20,000 things. Jeannie says, 20,000? Yeah. His age is 20,000. For you, it's 50,000. Xả 20 cái sợi tóc, 20,000 cái sợi tóc rồi, xong nó giống nhau được. Khi mà cái vị xả rồi á, mới làm mới được. You have to drop things first before you can leap. Tại vì cái tay quý vị còn nắm á, cứ nắm chặt vào cái cột trụ thì kỳ viễn thế nào nhảy được hết. You keep hanging on to the railing, you cannot leap. You have to be willing to drop it first before you can leap. Tâm quý vị phải sẵn sàng bỏ mới có thể nhảy được. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So what happened is that in the process, you must be willing to drop things. Tức là trong cái con đường tu hành, quý vị phải sẵn sàng bỏ tất cả những cái không cần thiết. Quý vị biết đặc biệt của Đức Phật Tào là cái pháp người xuất gia để làm chuyện đó thôi. This is what is called the leaving home dharma. Our dharma is to drop more and more things that are not necessary for our practice. Quý vị đừng có coi thường cái pháp người xuất gia. Pháp người xuất gia đặc biệt là để bỏ những cái không cần thiết trong chuyện tu hành. Yes, Anna. But that renunciation also brings some kind of negative energy on people of that nature, obviously, because it affects them. The people who are not left home people?
some place, but see any changes that if I meditated and I come here and I decided to just change my lifestyle, which is different now to me the ones that they eat. Mm-hmm. I think there is a challenge now to have to. They're worried, right? Yeah. They're worried that you are becoming so strange. And then you're not normal anymore. And it becomes a little bit more difficult to sit down and everything because you have to. Nên cô nói thực tế là cô nói bây giờ tôi tới chùa tôi tu rồi bây giờ ở nhà người ông chồng ông bắt đầu cũng lo là sao bây giờ đổi nhiều quá. Like Vicky says at lunch, she says, she tasted meat and now it tastes bitter. Nên như cô Vicky có kể với thầy, cô nói tuần rồi có nấu cho một cái nhà đình ăn, bạn bè ăn, nấu đủ thứ gà rồi đồ ăn ngon lành lắm. Xong cuối cùng quyết định nếm thử, đồ ăn thử ra sao. Ăn cắn miếng thịt gà một cái, nó đắng. Nó ngét. Cô mừng, cô nói, như vậy thì hay quá, sao hay, có thể hay như vậy. Cái tâm không bao giờ gọi là muốn bỏ thịt, muốn như tự động bỏ. Người nó đổi. So what happened? She changed. Suddenly, her physically, she changed that she doesn't feel like eating meat anymore. Đổi đồ mà ăn thịt không thấy ngon nữa, nó đắng nữa. Anh thầy mới trả lời, thầy nói, thầy cô khoái, cô nói, cái này hay quá. So she said, this is so cool. I said, yeah, I had the same experience. Thầy nói, tôi trước thầy cũng như vậy luôn. 22 years ago, 22 năm trước, thầy cũng có cảnh cái cắn mà thịt thấy nó đắng quá thành mình không thèm ăn thịt nữa. So what happens, I took a bite from of a Burger King. I still remember that. Lâu ngày ăn chay, bụi những ngày đó, ngày kia ngừng lại Burger King. Mình nói thôi mình ăn chay làm gì, ngày nay mình ăn mặn thôi ra sao. So mua cái bánh hamburger của Burger King, cắn một cái nó đắng ngét. So I bought a Burger King. This is in a shopping center in San Diego. I said, let's have a burger today and onion rings. Vừa burger và onion rings, mình cắn cái burger một cái nó đắng ngắt. So I took a bite and it tasted so bitter. I said, oh my god, this is not good. Thầy la thầm, thầy nói, ôi trời, chuyện này nó không xong rồi. And then I knew it because then 2 months later I left home life. Sau này khoảng 2 tháng sau thầy bỏ thầy xuất gia quá. So Vicky, you know, that's what you look forward to. It's the right path. Con đường đúng là như vậy đó. You see, this is the right path. Naturally you want to lead the home life and shave your head. Xả. See? That's what it is. Okay. This is what I find so fascinating about the left home people, Dharma, is that we systematically learn to drop one thing after another. Cái pháp của xuất gia đặc biệt cũng thưa quý vị. Cái pháp nó giúp quý vị chặt từng cái. Now, what does it do with you lay people? I have sympathies for you. I'm sympathetic, but I can't help you. Thầy nói là thầy thông cảm cái sự khổ tâm quý vị, nhưng là thầy giúp quý vị không được. Anyone say help me out? I'm going to give them. John, you have any remarks? Any thing to offer? She's worried. The husband is worried. You're becoming a strange woman. Well, I'll quote my master. We saw you play haircut. You're almost there. You're almost there. No. Yeah. That's the first thing the Buddha told me when she moved to the temple. He says, never. Cái bà này, đúng bà dọn tới chùa, bà nói thầy phải nhớ chuyện này chứ, không bao giờ đâu. What do you say? Cái vị nghĩ sao? Here's what you answer. Here's what you tell him. You love me, you follow me.
That's a big word. Thì trả lời sao nói bà về bà nói với chồng là ông mà thương tôi thì ông theo tôi. What are you afraid of? Sợ cái gì? Hmm? What is he afraid of? You ask him. What are you afraid of? You're a big man. You arrest bad people. You put them in jail. You beat them up. Okay? You afraid of me? Come on. People change. You go through life and you evolve towards the good. There's a price to pay. The changes need to be made. But it's the right direction, then it's a good thing. Doesn't mean that you will shave your head anytime soon. I just don't see it in the horizon. Maybe Roberta, yeah, and Vicky. But you, Anna, I'm sorry. It's not going to happen. So you tell him, it's a good thing, what's wrong with it? It's a new perspective. Change is for the better. It's not necessarily bad. Thầy trả lời, nếu như mình thay đổi, mà thay đổi trong cái đường đúng đường, đường tốt, thì có gì sai, có gì tai hại đâu. Because you cannot be too short-sighted. Mình không thể nào quá thiển cận được. Okay? And many more lifetimes you need to plan for. Còn nhiều kiếp sau lắm, quý vị phải lo sửa soạn. I'm sorry. Most of you are too short-sighted. Quý vị quá thiển cận, chỉ lo cái đời này không, lo đời sau. You don't plan enough for next lives. Anyone has plans for next life? Có ai có kế hoạch cho đời sau chưa? Yes, Vicky. Feel that. Feel that. Text. Next lifetime. Yeah, do you have many plans in place for next lifetime? President of the United States. Kiếp sau làm tổng thống của nước Mỹ. Yes, John. You with Vicky, him too. Người muốn đi vãng sanh. That's the plan. What are you doing about it? Đang làm cái gì? Kế hoạch rồi, đang làm cái gì? Okay. This is the same exact thing. You have to plan for the future. You cannot keep on worrying about the present. And this is a problem with lay people like you. You only worry about this lifetime. And to me, it's a mistake. Cái gì biết người thường thường phàm phu quý vị nó trật cho đó. Người chỉ lo cái kiếp này không. Không lo đủ cho kiếp sau. Okay. You spend a lot, you invest a lot in this lifetime. But you don't invest enough in the future lifetime. Quý vị không chịu đầu tư cho cái đời sau. Nó chịu sai lầm rất là lớn. Rất là sai lầm. You are too myopic. Cái gì quá thiển cận đi. I know you worry about your sickness. Thầy biết cái vị đang lo về cái bệnh của mình. Okay. I know you worry about the food on the table. Thầy biết cái vị đang lo về cung cấp cho gia đình của mình. Okay. Lo lắng gia đình mình. Yes, it's only for 50, 60 years. Lo mới có 5-60 năm rồi. But you neglecting the next 50, 60 lifetime. Để quý vị quên cái 50, 60 năm kiếp sau. Quý vị quên chuyện đó. Okay. So, the answer, I don't know if it helps you or not, Anna. But he's worried. That makes sense. Because he doesn't spend enough time. Okay. He only sees it as a loss. That's why he's worried. Thành ra thầy nói là đối với bà này, khi việc nhìn lại cho quan, cái tâm lý là cái người đàn ông này, ta thấy bị mất, bị thiệt thòi.
Your cultivation is lost to him. I have to admit that he's the most important person in this journey that I'm going through. Right. And it's just other part of the family. He could go less, but mom is very worried. His mom is very worried about my children. And how making them live the life now. You know, things like that. Okay, great. You're very lucky. Then you should spend more time explaining to the mom. And sometimes you can't do anything about it. Okay. Sometimes part of cultivation is that you have to stick to your guns and do the things that are important to you. Other people don't cultivate. They don't appreciate what you're doing. There's nothing you can do about it. Okay. But to me, if you want to cultivate, you want to make sure you build enough support around you to make sure that your cultivation is stable. You have enough support for cultivation. That's all you have to worry about. Okay. Thành ra bà nói thì ra ông chồng bà rất là thông cảm, mà ông rất thông cảm với chuyện này. Chuyện như dạng như mẹ ông thì hơi lo, bà già đó, bà mẹ chồng hơi lo thì lo con cái nó bỏ bê con cái. Thì thầy nói cái này là nhiều khi mình lúc mình tu mình phải cần khôn ngoan, người tu mà khôn ngoan là mình vừa đủ mình lo lắng cho những người xung quanh ta giúp đỡ mình, ta hỗ trợ cho mình đủ thôi, ngoài ra những người khác mình chịu, mình không giúp được, mình không thể nào mà để họ ảnh hưởng mình được. Ok, and you know it's part of being a grandmother is to worry about the grandchildren. It's natural. Nothing to worry about. Okay. And only nothing worry, but also the prejudice against something unknown. Buddhism, which is never heard of before, could be a cult. Okay. Anh thầy nói không phải riêng là họ, anh thấy rằng bà ngoại, bà nội thì lo cho con cháu là chuyện thông thường. Chúng ta chuyện lo nó không nữa. Vậy thì thiệt ra là họ còn có những cái thành kiến. Nó dạng như Phật giáo là cái gì nó lạ, cho mà tin được. Nhiều khi mê tín gì đó, sao quý vị biết được. Thì mình thông cảm chuyện đó. Okay. And what you do is that you become a better person. That's all. Eventually we'll get the benefit and they'll become less and less resistant. Okay. Anh ta thiệt ra là đối với thầy những trường hợp như vậy, cái vị chỉ cần tiếp tục tu, con người khi mà tu đúng đường, người thay đổi, mình bỗng nhiên một người tốt hơn, thì họ sẽ hưởng được cái tốt của mình, từ từ họ sẽ hiểu. You know, sometimes it takes years, take 10 years, 20 years before they understand. It's perfectly normal. All you can worry about is your immediate support structure. That's all you got. That's all you need. Okay, yes. Constant meditation, constant process. Because that this new changes, he dislikes it. So there's a lot of, argument to the relationship. How do you continue to cultivate even if this person with whatever is in husband doesn't have no idea? So do you submit to it or do you continue to cultivate despite of this argument? It depends on your situation. Hỏi là được không? Những chồng mà hoàn toàn để như cản trở việc tu hành, không đồng ý, tản cái việc tu hành của mình, thì mà sao bây giờ? Thầy nói mình tiếp tục tu được không? Thầy nói là tùy cái hoàn cảnh cái gì. If for example you depend on your husband, then you have no choice. Yeah, cứ như mình lệ thuộc vào ông chồng thì chịu. If he stops you, you can't do anything. Okay. You out of luck. You can't cultivate. Cái này là cản trở ông chồng, mình chịu. Mình giải không được. Okay. It varies from person to person. What it is that it's a test of your sincerity. Thực ra, cái đó là một cái thử thách của cái lòng thành tâm của quý vị. All the obstructions are a test of your sincerity.
tất cả những cái chướng ngại nó xảy ra trong cuộc đời tu hành quý vị là một cái thử thách của cái lòng thanh tâm của quý vị. Ok. And it's part of cultivation. Đó là cái phần của tu hành của quý vị. You have to endure it. Quý vị nhẫn. Tập cái nhẫn. You learn to endure it. You learn to work with it. You find a way to work with it. Tìm cách để mà giải quyết vấn đề đó. Để tập cái chữ nhẫn trước. You learn to be patient about the obstructions. Ok. Sometimes you can solve it, sometimes you can't. Nhiều khi mình giải được, nhiều khi mình giải không được. That's the way it is. Okay. If you can resolve it, nếu quý vị giải quyết được thì tốt. It's a good thing. If you cannot resolve it, nếu quý vị giải quyết không được, what do you do? Giải quyết được thì làm gì bây giờ? Anyone? Do what you want. Muốn hay muốn tùy hỷ. And that's a woman of my heart. Yeah. They, if you want to do something there, you have to do it. If you can't, relationship doesn't want to work with it, then that's true. That's why the husband, he didn't tow after her. She was in the East Coast and said, I'm moving to California. You don't have to go with me. And the guy went with her right away. When you work for yourself, you don't want to go start over again and build a new clientele. It's just too tough. He follow her anyway. That's what she said. She's living her life the way she said. Nhưng bà dữ lắm. Bên lúc trước là bên phía đông của nước Mỹ đó. Rồi bà nói ông chồng bây giờ tôi muốn dọn về nước Cali. Ông cần đi theo tôi. Ông chồng lật đật bỏ hết tất cả, bỏ hết tất công việc bên kia chạy theo người này. It doesn't sound fair, does it? I feel embarrassed. Yes. He says that you patiently endure, and that's a key, and you continue to cultivate, and eventually things will change. Because he was in a labor camp, and they wouldn't even let him cultivate. And he cultivated in secret anyway. Eventually, it worked out. Okay, that's different. Hoàn cảnh nó khác nhau. What Anna is referring to is being honest towards her loved one. You don't have to be honest towards your enemies. Ông này trong cái trại từ cái trại trại cải tạo thì không cần, không phải là người thân nhân của mình. Cái bà nó hỏi cái chuyện cái trường hợp của bà là người thân nhân của bà có vấn đề, nó khác. It's two different stories, different situations. Agree? He says, if you recite one year's name, eventually she'll have a wisdom, so she knows what to say to her relatives to appease them. Yes? I think something I found was with my husband, he was afraid that he had to become a Buddhist, or I was going to force him to do something he didn't really want to do. Although I told him, that isn't the way this, that isn't what this is about. He didn't believe me. Yeah, you just tell him that our children have to become Buddhist. You don't have to become Buddhist. Yeah. You don't have to, but he didn't really believe me for quite a while. It took quite a while for him to realize I really meant it. It wasn't like a
quite a while for him to realize I really meant it, and it really was okay. And I think after a while, I just had to be persistent, you know, and following and doing my own personal motivation and trying to find a way that was agreeable for them, for him, that I could be here. And of course, if it's a family get together, I change things around so I can always be there for whatever family location there is. Mm-hmm. And I always tell them I'm willing to drop it to do something else. And I thought this morning, I didn't think I was going to come today because of us trying to work on this little project. But he told me, no, I really want you to go. So that's why you're here. That's why I'm here. I said, are you sure? She can't wait. He goes, no, you really get, you know, he really. He knows you by now. He knows you can't wait to go to the temple. I'm just chomping at the bit. But he really does, I think he really sees that it gives me a lot personally, and I then give it to my family. Mm-hmm. That's key right there, Anna. What she just said. You still see something that benefits you. It's better the way she is describing. Ginny, is it has a benefit them as well. Okay. My attitude. I'm going to lose it now. I have 10 more minutes. Can I write on the board? I get emotional about this too, by the way. Your mistake, Anna, is you see it benefiting yourself. That's a mistake. Thầy nói là cái cô này, cái quan niệm cô sai lầm. Cô thấy cái lợi cho cô. You see it's so beneficial to you that it helped you in such great ways that you didn't receive before. Okay. Thầy nói đối với cô này là người từ Công giáo tới, bên người Mỹ Tích, người Công giáo. Mà cô tới học Phật giáo là cô thấy cái sự là lợi nó lớn lao quá đi. Cô thấy nó quá hay đi. Cô thấy lợi quá đi. Đời cô nó có nhiều cái hay, nó thay đổi lớn lao mà rất tốt cho cô. Là cô muốn giữ nó. Okay. And that's selfish. You have that attitude, you will encounter a lot of resistance from your family and relatives. That's wrong. It's a wrong attitude. Cái thái độ là sai lầm. Okay? It's somewhere in your heart. Thầy khuyên phải từ tâm mình tìm trong cái chỗ tâm mình chỗ nào đó. Where you see what you're doing is so beneficial to your family. If you see that, okay, then you have a lot less resistance from your mother-in-law. Là cái khi mà cái cô này trong tâm mà thấy được cái lợi ích mình, cái việc mình tu hành này, cái lời của Phật giáo này, nó lợi ích lớn lao cho gia đình mình ở chỗ nào đó, thì lúc đó bà mẹ chồng sẽ ít cản trở hơn. You see that? I submit to you, I suggest to you that because she's worried because she sees you as primarily concerned with your welfare. Okay. And that's why she's worried. She says, oh, it's a children, it's all an excuse. Đối với thầy, bà mẹ chồng này chỉ viện cớ thôi là đưa thằng cháu ra để gọi là hư chiêu thôi. What she's getting at is she sees you as a complaint that you are primarily concerned for yourself. That's her real complaint. I will address that instead of worrying about the grandchildren. She's not questioning me, she's questioning how they live. Yeah. But you see, it's because your attitude has been you failed to convince them because you haven't seen it yet, how it really benefits your family. And that's a mistake. Eventually, you get to the stage where you see that it's so incredibly beneficial to your family. Then,
they also will see those benefits gradually. Because right now, you only see as me. Okay? I gain something so much out of it. And if you disagree, tough luck. Okay? Thành thầy nói là tại vì cái thái độ của nó sai lầm, cái thái độ cô chỉ thấy cái lợi cho mình thôi, lợi mình lớn quá đi. Mà cô chỉ thấy cái lợi cho người khác xung quanh gia đình, của gia đình cô. Thằng người ta vẫn còn cản trở cô. If you see their benefits, then eventually you will convey that to them. And it's, when it's beneficial to them, why would they fight you? Tại một khi mà họ thấy cái lợi cho họ rồi thì người ta sao họ cản trở cô này làm cái gì? Okay, that's theory. Cái đó là cái lý thuyết. Và thực tế như vậy, this is reality. You become kinder and more generous to them through your cultivation, as a result of your cultivation. Thực tế như vậy này, cái thái độ, cái hành động của quý vị nó phải thiên về lợi cho họ. Thì đó họ mới thấy được cái lợi. You spend more time talking to them and helping them. Okay? You make time. Then you save yourself a lot of time having to recite the one in his name. Là như vậy sẽ bớt thì giờ một lẽ hơn là tung hồng danh Ngài Quang Đêm Bồ Tát. Okay, because you recite his name, you're gonna discover the same thing. Cái vị cô này tung Quang Đêm Bồ Tát cũng cuối cùng cũng tới cái đường đó đó. Sao không? Ah, now it's the mother-in-law. Okay, make a suggestion. Yeah. He says, it's the same basis. That is, you patiently endure the objections, and then you let go. Okay, and eventually you will change so that they will support, be more supportive. It says that if one person cultivate, an entire family benefits from it. The entire family. So it's a matter of time. You know, like Roberta's case here, and the husband is anti-Buddhist. Or any religion, actually. He's skeptical. And in the end, he's the one who benefit from the Buddhism. When he died, he benefited greatly from Buddhism. And ông chồng là ông không thích cái bà này tới chùa nhiều quá. Mà cuối cùng khi mà ông chết á, thì ông được cái Phật giáo giúp cho ông. Okay. So, to me, the right path of cultivation, con đường tu hành, quý vị biết đúng đó, là chỗ quý vị càng ngày trở thành cái tâm từ bi càng ngày nó lớn hơn. Đó là cái con đường của tu hành bên Đại Thừa đó. So the path of cultivation, Mahayana, is the more you cultivate, the kinder and more compassionate you become. And you know what? It starts in a family. Bắt đầu ngay gia đình mình. You have to be kinder, more compassionate to your own families and relatives. Quý vị phải từ bi với ngay cái người gia đình và thân nhân mình trước. You learn, that's what you learn first. Cái đó là người đầu tiên mình phải tập ở đó. Okay, so if the husband disagrees and so on, you have to be more specific in the who it is and what is the current situation, and there's always things to resolve it. It's not that hard, really. Này như cô nói là nhiều khi ông chồng ông cản trở việc đó,
Thì thầy nói là thường thường tùy cái trường hợp mỗi người, tùy cái duyên, tùy cái phần, mình có thể giải quyết được hết. Okay. May not be, may be fast, may be slow, but eventually it gets resolved. Có thể chậm, có thể nhanh, nó không quan trọng. Từ từ đó cũng là con đường tu. Every obstruction is part of cultivation. Tất cả cái cản trở khó khăn trong tu hành là cái phần tu hành của mình. You cannot make progress unless you have obstructions. Quý vị không thể nào tiến bộ trừ phi quý vị bị cản trở. If you say that my cultivation is so simple, so smooth, I go to the temple, I feel good. Thì mình nói là, nên mình nói là, tôi cái chùa này dễ sợ, tôi tới khi nào thấy cũng sung sướng, cái chuyện ngoài chuyện nó xong suốt hết. Okay. Then you're not making progress. Quý vị không tiến bộ. Quý vị đang bị kẹt. You're stuck. I remember people telling me that they go to the temple and then participate in Dharma assembly, feel so good the entire time. Có người nói với thầy tới cái chùa tu cái pháp dự pháp hội mà sung sướng như sao, sung sướng từ đầu chí cuối. Thầy lắc đầu, tôi nói trời ơi sao mà kẹt dữ vậy. I told myself, oh my god, you don't want to realize you're stuck, you are so petty. Cái người này nhỏ nhen bần tiện cái độ mà bị kẹt cứng như vậy, ham cái sướng thôi, bị kẹt cứng, không tiến bộ nữa, mà không biết luôn. Don't even realize you're stuck. Exactly. Yeah, All obstructions are very beneficial for your practice. Tất cả những cái cản trở nó đang giúp đỡ chúng ta tu. I give an example. Thầy nói cái gì cho cái việc này, nghe cái việc, cái chuyện thực tế đó. Last year, năm vừa rồi, có một cái cầu đó, tới một cái cảnh giới, nó sắp vào A-la-hán quả. There's one of the students who was at the verge of entering into the Arhat range. And the demons came. Tới cảnh giới đó, bị con ma nó tới nó đánh. Đánh ngày đánh đêm. Okay. And đánh ngày đánh đêm. Tại sao như vậy? Tại vì nó đánh vào cái chỗ hiểu, chỗ hiểm nhất của ông đó. 3 năm trở thì dạy mà dạy ông tin. He's being attacked at his weakest point. That the last 3 years before, 3-4 years before, I've been trying to tell him, he wouldn't listen. Khi mà tới cảnh giới đó, ông ma nó đánh vào, ông chịu không nổi. So when he got to the threshold of going to the Arhat chip range, they came and stopped him by attacking at his weakest point. Thì tụi nó tới, tụi ma nó tới, nó tấn công cái chỗ mà chuỗi nhược nhất của ông, nó tấn công. Now, it points out exactly what I've been trying to help him overcome the prior years. Cái đó là cái nhược điểm thầy biết là ông phải cần gỡ mới có thể vượt qua nổi. Mới tiến bộ được. Trước sau nó sẽ đánh như đó. I knew that he didn't come and attack him right there. But for years I tried to tell him, he wouldn't listen. Thì mấy năm mà thầy dạy, nhất định không nghe lời. My disciples, I tell them, they trust me, they wouldn't attack it. Học trò của thầy thì nó qua giai đoạn như vậy, mà thầy dạy huấn luyện tụi nó rồi, nó tin thầy, nó có vấn đề nào, thành nó đánh được. So it's not an obstruction for my disciples. Okay, but for this guy here, he's not my disciple. He has a problem because he wouldn't listen to me. Ông bị kẹt ở chỗ đó, là không phải đệ tử của thầy, thành ông không tin lời thầy.
Chọc rào thấy nó qua giai đoạn nó rồi, không có vấn đề hết. My disciples, my own disciples, they cross that threshold now, any problems. Học trò thầy đã từng qua cái giai đoạn đó rồi, không có vấn đề gì hết. Cái ông này chỗ kẹt rồi, anh knew it already. So what do you do? Either you fail, okay. You hang on to that weakness. Nếu quý vị mà không nghe lời, quý vị sẽ thất bại. Quý vị mà nghe lời một cái là quý vị vượt qua được ngay lập tức. So the obstruction is actually is a test. Thành cái cản trở đó là một cái thử thách. Thì quý vị nếu mà sẵn sàng xả, at that point, if he's prepared to let go, then he would make the leap. Lúc đó mà sẵn sàng xả đó, thì sẽ thăng quả ngay lập tức, vào A-la-hán quả ngay lập tức. Mà không chịu xả, sẽ bị tuột. That's the way it is. Tu hành như vậy thôi quý vị. Cái thử thách đó, mà nó cần lớn chừng nào, mà là cái cơ hội nó cần lớn chuyện đấy để mình tiến bộ. So in conclusion, cultivation is the bigger the test, the more painful it is, the bigger the chance for improvements. The pain, I'm sorry to put it this way, is good. And John said, oh, I don't want to hear this. Thằng này nói cái gì? Kết luật các vị nghe. Cái đau đớn nó rất là tốt cho cái tu hành. Tu hành mà sướng là chết. If you cultivate and you only looking for comfort and things as you please, success, you in big trouble. Big, big trouble. Yes, John. Were you the guy who coined the term, that hurts so good? Along that line, yeah. No pain, no gain. Không đau, không thể nào tiến bộ được. Really? Okay. And guess what? He failed. Vì sao? Ông bị thua. Thua cuộc. Tại sao? Because he refuses to let go. Okay. Such is cultivation. Tu như vậy đó. You can always succeed. Và khi nào mình thành công được. Questions? Ai thắng mắc gì không? But he wins in the end. Để cuối cùng ông vẫn thắng như được. Nhưng điều đó là tại thầy soạn đó, because thầy đã sự chuẩn bị rồi. Thầy biết đó, trường hợp ông thất bại thì có cái đường thứ nhì sẽ ông sẽ thắng. So what happens is that the demons only see, đó là tại cái đường ma quỷ nó chỉ thấy được chuyện này thôi. See, the demons only see this much. It's the idiot demons. Tại đường ma quỷ nó thiển cận quá, nó thấy một đời này thôi. Nó thua một kiếp sau. Mình cho nó thắng kiếp này, mình thắng kiếp sau. Mình cho nó hơn mình được. So what happened is that the demons only see this lifetime that they're winning. They don't realize they're losing the next step they lose. They lose big time. Tại vì nó nhìn quá thiển cận lên. They're too short-sighted. His particular demon. He's too short-sighted. I look at him as a loser, that's why I... Yeah. You nothing. Tụi nó thiển cận quá. Nhầm nhận. It's harmless. You see, you lay people are so worried about success and failure right now. Quý vị phàm phu đang lo, đang sợ bị thiệt thòi, bị thất bại bây giờ. Huh? Right? Rồi, trải nghiệm đi. Con sợ thất bại không? Sợ thua không? You lose the battle, but you win the war. Mình thua trận này, nhưng mà mình thắng cái chiến tranh. Sao không thắng mình được? Remember, the Buddha and Bodhisattva is on your side. Đừng có quên là Phật Bồ Tát đang âm thầm ủng hộ, yểm trợ quý vị. Sợ gì? Be fearless.
nó như phải sợ. It's more difficult, welcome it. Nó càng khó, mình càng kiên nhẫn thêm. Đó là cơ hội để mình tu. I know some of you are so petty. You say, why so difficult? Master, why so mean to me? Người nhỏ nhẹ cái đồ nó cứ nói là tại sao nó khó như vậy, tại sao tu mà nó khó như vậy, tại sao thầy gắt gao với con như vậy. It's for your own good. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thầy, we stop it here. Mình ngừng lại đây. Mình hồi hướng công đức để giúp các người đó họ đắc vãng sanh. So we stop here and do the transference of merit and virtue to help these people attain rebirth to the Pure Land. All right?